Được tiên là em xin chào anh Tuấn Vĩ, chào gia đình và chào cô dì chú bác trên cộng đồng mạng. Dạ, giúp đỡ cho em. Dạ, tìm được lại bác của em. Em tên là Nguyễn Thị Bé, em sinh năm 1975. Dạ. Dạ, em ở sinh sống ở tại là Thừa Thiên Huế. Tại... Dạ, rồi ba có chị tên gì? Dạ, bác của em tên là Nguyễn Như Ngọc, sinh năm 1952. Nguyễn Văn Ngọc hả chị? Nguyễn Như Ngọc. À, Nguyễn Như Ngọc. Dạ. Dạ. Rồi chị với ba chị là thất lạc nhau trong cái trường hợp như thế nào? Dạ, ba em với mẹ em đang sống chung sống với nhau. Thì ba em là đang làm việc là ở Huế, nhưng ba em người là gốc ở Sài Gòn. Ông bà nội em là người ở Sài Gòn, ở tại quận 10. À, là ba em là ra làm việc là tại y tế đấy là kêu bằng xã Thường Bằng, thôn Bằng Lạng, xã Thường Bằng. À, là quen mẹ em và chung sống là có em. À, là sinh em ra là được một tuần thì là vừa giải phóng là ba em là đi vô để học thêm là kỹ thuật giảm huấn để lên chức. À, thì là vừa đi vô thì bên là giải phóng là chuyện là đi luôn, là điện mà em đi là mà em nó vừa sinh em ra là đi không được. Mà chính mà đúng một tuần là ba em cũng bông ảm cũng thấy nhìn con được, cũng thấy rõ ràng nữa, nhưng mà sau khi là thất lạc từ đó luôn đó anh. Mà qua bên là 3 năm là ba em có gửi thứ về và có địa chỉ là cũng có gửi qua cho anh là có số nhà, nhưng mà em gửi thứ qua lại là không được. Mà ba em gửi là 3 lá thư rồi, 6 lá thư mà em có nhận được 2 lá dạ đó. Dạ, à, là có chị ơi, số. cái địa chỉ này là địa chỉ ở Sài Gòn hả? Dạ không, địa chỉ đấy ở bên Mỹ đúng không anh? À, tức là ba chị có qua Mỹ rồi. Dạ, bà qua Mỹ rồi. Ừ. Và có gửi thư về. Dạ, có gửi thư về. Dạ, thứ là em cũng có gửi vô đó cho anh đó. Là Dạ. dạ, là em cũng Rồi, có. rồi ok, Dạ. được rồi. Vậy là sau đó thì viết thư lại thì không thấy ba hồi âm hay sao? Dạ, không thấy hồi âm. Và thì lúc trước em cũng có nhờ mấy người họ ở đấy họ tìm, thì họ nói là địa đồ địa chỉ đó không có nữa. Cái chủ nhà đó cũng có ở đó nữa. Dạ. Dạ. Rồi, vậy bây giờ thì có hai cách. Một á, là cũng nhờ cộng đồng ở hải ngoại, có ai biết được ba chị thì sẽ báo tin cho mình. Và cái thứ hai nữa đó là có thể là bà con bên nội, bà con bên nội có nghe được cái câu chuyện này thì sẽ biết là tên của ba chị này, như vậy đó. Dạ, có chi là giờ anh em nghe anh đừng mà anh mừng quẩn luôn, em được áo. Dạ, em mừng cũng rú người luôn. Dạ, Dạ, em rồi. lạc với anh từ lúc chưa á, mừng được anh. Dạ, rồi, Dạ. chị cho em hỏi nè, ngoài ba của chị tên là Nguyễn Như Ngọc ra, thì bên thân nhân của gia đình bên nội chị có biết tên ai nữa không? Có nghe tên không? Dạ có, dạ ông nội là tên là Nguyễn Như Xuyên. Nguyễn Như Xuyên. 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 Dạ. Dạ, giống kiểu Bà là, giống như Xuyên Á, Xuyên Việt đó, hay Xuyên ha? dạ, đúng rồi ạ. Nguyễn Như Xuyên. Dạ. Dạ. Rồi có ai nữa không chị? Dạ bà nội tên là Nguyễn Thị Tì. Dạ. Rồi ai nữa không chị? Dạ, còn áo chủ đâu rồi, là em mẹ em có kể mà em quên rồi. Dạ. Mà nghe quận 10 của Sài Gòn. Ở quận 10 Sài Gòn. Dạ. Rồi. Họ là nghe cũng là đi cả gia đình luôn. À. Rồi có thể là chú bác hoặc này kia, cũng có thể là những người còn ở Việt Nam có thể có. Dạ. Rồi mẹ chị tên gì hả? À, mà em đến là Đặng Thị Nguyệt. Dạ, Đặng Thị Nguyệt. Bằng là tên tôn nữ Thị Bồng. Nếu như mà ba em có nghe được thì là ba em biết. Dạ. 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 Biệt danh là Tôn Nữ Thị Bồng hả? Bà ngoại là tôn nữ Thị Bồng. À, bà ngoại. Dạ, bà ngoại Tôn Nữ Thị Bồng. Dạ, con mẹ em là Đặng Thị Nguyệt. Dạ. À, còn chị bé là sinh năm 75 ha? Dạ, sinh năm 1975. Dạ, sinh vào cái thời điểm mà giao tranh đó, ha, chia cách ha. Dạ. Ừ. Vừa vô tận em sinh vừa một đúng một tuần thì ba em vào trong đó là đi học thêm để kỹ thuật giảm huấn để lên thiếu úy đại úy gì đó thì em không rõ, nhưng mà vừa lên vừa hạ vừa vừa vô đó cái là vừa chuyển đi luôn, vừa chuyển đi Dạ. luôn. Dạ. Mà điện mẹ em thì mẹ em đi cũng được. Dạ. Ba chị là sinh năm 19 mấy? Dạ, 1952.
tuổi nhâm thìn á. 1952 vậy là năm nay cũng 72 tuổi rồi. 71 tuổi rồi. Nhưng mà em cũng mất rồi. À mẹ cũng mất hả chị? Mới mất 1 năm thôi ạ. Vậy cũng khao khát kiếm ba hả chị ha, ai cũng vậy thôi đúng không? Em quá khao khát đúng không? À, con đấy ảnh là của mẹ em thì ba em lúc trẻ á. Rồi, ok chị. Rồi em nắm được cái câu chuyện rồi, rồi em sẽ cập nhật tin, rồi có ai biết thì người ta sẽ báo cho mình. Dạ, anh ơi cho em xin ai mà biết chỉ giùm em thì em xin hầu tà 30 triệu. Dạ, có chị anh giúp giùm em cho em rất là. Dạ, đang trống và em ước nguyện của em là chừng đó thôi anh ạ. Nhưng mà em mừng mà em rúng rồi, em mừng rồi, em quỳnh lắm, em có chị em cảm ơn anh nhiều lắm á anh nhé. Rồi cho cô dạ. Bây giờ xin em xin là cảm ơn đến đồng anh em và cô dì chú bác trên cộng đồng mạng giúp cho em. Rồi ok chị nha, rồi em cập nhật tin rồi có ai báo gì em cho chị hay. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Bye bye chị. Rồi chú cho con biết tên của chú ha. Chú là coi như tên Tạ Tuấn Lam. Chú Lam hả? Chú Lam, Lam á, rồng á, con rồng á. Chú Long. Chú Lam. Hôm nay chú Long kết nối là để kiếm ai chú Long? Để kiếm một người em á, chứ coi như cái góc ngoại nữa, góc ngoại. Chứ Em mẹ thì chắc không biết còn sống hay không, chứ bo thì mất rồi. Em có chú tên gì? Tên là Ngoa mà không biết có mong họ tọa cùng không, chứ lúc đó là coi như còn nhỏ ở với mẹ. Mẹ tên là Trần Thị Phước. Rồi, trước đây là thất lạc nhau rằng sao anh ạ? Trước coi như sau sau làm sáu sáu đó là coi như là ba mẹ là không có sống chung nữa, rồi coi như là ba có vợ khác, bắt đầu là mẹ xuống năm 67 68 là ba bác về ở với mẹ sau, thì mẹ ruột có xuống lên xuống thăm biết tới 73 chuyển về Quảng Ngãi đây, thì coi như từ đó là mẹ không có biết ở đâu nữa, mẹ không có ra thăm nữa, là thất lạc từ năm 70. Vậy cái thời điểm mà mẹ đến thăm cuối cùng đó thì mẹ sinh sống ở địa phương nào? Thời điểm mà mẹ đến thăm cuối cùng là mẹ ở coi như ở trên coi như là Bến Lức Long An đó, mẹ xuống dưới coi như Bình Chánh đó, Vậy mẹ xuống Bình Chánh là mẹ ở Bến Lức rồi lên Bình Chánh thăm gia đình, xong đó rồi ba mới dời ra ở ngoài miền Trung luôn. Ba về miền Trung, sau khi chia tay là à, ba về miền vậy Trung là luôn. hồi đó là ba đi sư đoàn 25 quân y đóng tại Đức Huệ Đức Hòa, sư đoàn 25 quân y, mà ba là mang cái chức vụ là thượng sĩ. Ban tên gì? Ba tên Tạ Tuấn Thành. Rồi, anh có biết thông tin về bên mẹ thì ngoài ngoài chị Nga với mẹ Phước ra thì trong gia đình bên ngoài có những ai nữa không? Bên ngoại là biết là cậu có một ông cậu là côi bố đó, vợ chồng ông cậu đó là kêu cậu he mà coi như là cậu chạy taxi, cậu he là chạy taxi, còn mợ là chiên côi bố bố bè đó. Cậu cậu tên He, hờ e he hả? Hai hai đó cậu hai đó mà ý a y đó à. Rồi cậu hai. Thì nói tiếng Đức Phổ đây coi như là Rồi. nó hơi là mình định rồi. Cậu he Rồi. là chạy taxi, còn mợ là chiên cô bố cô khỏe cho họ đó, là cô bố bè đó à, đó là biết ông cậu đó. Ngoài cậu hai với mở ra thì còn biết tên ai thêm về bên ngoại nữa không anh? Không biết, chỉ có biết là cái đây cái thông tin là bị hồi đó mình còn nhỏ, nhưng mà bà chị cỏ đó là bà chị Thúy bây giờ đó là chỉ là tuổi hợi đó, là chỉ mới kêu là có cậu he đó là thường xuống cũng có gặp, là người cậu đó là chuyên môn chạy taxi với mợ hai là coi bó thôi. Thì còn cái gốc của mẹ là ở Lương Hòa, gốc mẹ đó là ở Lương Hòa
Lương có Hòa là nghĩa huyện là huyện nào tỉnh nào? cái Lương Hòa đó không biết là xã hay là huyện, chứ mà huyện là huyện Bến Lức rồi, À, mình là biết là huyện Bến bao Lức. nhiêu Lương Hòa, Bến Lức, Lương Long Hòa Bến An. Lức. Lương Hòa Bến Long Lức An Long An là quê của mẹ. quê của mẹ. Còn chị Nga thì sinh năm mấy? Nga là coi như lúc đó là bà chị là bà nói là lúc mà bác là bỏ lớn rồi, lúc mà ba đưa về ở với mẹ kế đây là bà chị đó lớn rồi, cỡ khoảng 9 tuổi 10 tuổi gì đó, còn 9 tuổi hay là sao, còn mình đó là lúc đó còn nhỏ cỡ 4-5 tuổi thôi. Thì người em đó là sau một người em nữa là kế mình đó, là người em đó nhỏ nữa, cũng như năm nay mình tuổi Sửu này, người em đó tuổi Dần. Thì không biết cái em Nga đó là lúc đó là ba hỏi ba cho còn một người em nữa mà ba không đem về, kêu còn nhỏ để cho mẹ nuôi đó, là À, coi như vậy ba vậy là vậy là mẹ cùng hai người em chứ đâu phải một mình chị Nga hả? không một thôi, ý là một người em là ba bác bốn người con, nhưng mà ba bác ba Rồi. người về ở với ma mẹ sau đây, Dạ. và ba tuyệt đối là cấm mẹ, và cấm mẹ là không lên xuống được thăm những người con mà bà ba đã đem đi rồi đó, Dạ. là nếu mất một người là có chuyện với ba, cho nên là mẹ chỉ xuống lén thăm thôi, thăm từ hồi năm mà coi như sáu mấy mà biết tới 69 đầu năm 70 là vẫn còn xuống thăm. Hồi đó cái Dạ. thời điểm mà cho tiền, mỗi lần mẹ xuống cho tiền đó là nó có tiền 5 đồng bằng bằng kênh đó, rồi Dạ. 10 đồng 20 đồng bằng bằng bọc giấy đó, Ờ, tội 10 nghiệp mẹ ngàn bằng bọc quá giấy đó. ha. Tội nghiệp mẹ cái lén thăm cả hàng chục năm ha. Lén xuống thăm rồi hả, mỗi khi mà ba mà đi ở tiểu đoàn 25 Q mà về là mẹ lén là bỏ ra đón xe đi gì, chứ không dám ở, là xuống tẹ nhà mẹ sau luôn, là he Dạ. bò gặp nhau hết. Nhưng mà rất tiếc là muốn tìm lâu rồi, chứ mà mẹ sau đây là không cho biết, không cho biết, cứ hỏi kia tao không có biết, nhưng mà ba thì hỏi ba, ba không có, ba kêu để có gì đó sau này ba cho cái lý lịch, ba cho cái nhật ký cho là biết rồi đi tìm, nhưng mà rồi ba mất rồi là gì lục lạc không có nhật ký hết đấy. Nhưng bây giờ À. chỉ là chỉ hỏi bà chị lớn á, là bà nhớ mà mẹ bà kêu là mẹ là Trần Thị Phước, Dạ. và có một người em là tên Ngoa, nhưng mà không biết hồi đó còn nhỏ, là bây giờ có mang cái họ của ba luôn không, là họ Tọa cho Dạ. mà. Rồi, thấy thương người mẹ quá ha. Cuối Từ cùng cái người chỗ có bây giờ mẹ nó khác lạ, là từ năm 73 chuyển về bệnh viện một giả chiến Quảng Ngãi đó, sư đoàn 25 quân y ba xin chuyển về bệnh viện một giả chiến Quảng Ngãi để mà coi như cho nó không cho cách ly, là mẹ không có đến thăm được nữa đó, vì ba sợ là mất ba người con này. Trong Dạ. lúc đó thì mẹ cũng bắt đầu là từ đó là mẹ cũng không biết ở đâu mà ra thăm nữa, cho nên nó thất Dạ. lạc năm 1970. Cho em hỏi ba người con của mẹ là người lớn nhất là tên gì? Bà chị thứ hai tên thường gọi là tên Thúy, mà tên Dạ. trang giấy Tạ Thị Bích Hoa. Dạ, anh bỏ cái tay ra đi anh, nó che mất cái màn hình. Dạ. Chị Thúy, chị Hoa rồi ai nữa? Đó đó là tên thường gọi của chị là chị Thúy, nhưng mà tên đăng giấy là Tạ Thị Bích Hoa, là chị người chị thứ hai. Còn mình là Tạ Tuấn Long, mà tên thường gọi, mà tên ngoài đó là tên Hẻ. Từ hồi nhỏ tới lớn là em cũng kêu là Hẻ, nhưng mà sau khi lớn rồi đó là bắt đầu đi lính đi đùa là bắt đầu mới lấy theo tên giấy là tên Long. Dạ, hẻ hẻ là hải á hả? Hải đó, đó là ý là biển á, năm Hẻ đó rồi. Dạ, hẻ, dạ. Rồi rồi anh hẻ rồi tới ai nữa? Rồi mới tới một 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 đứa em kế mình, đó là tên Sơn, là tên thường gọi, nhưng mà tên đăng giấy là tên Tạ Tuấn Thế. Dạ. Vậy Và còn là... là bà chị báo mới kêu còn một người em nữa là tên Ngo, mà hồi đó còn nhỏ qua không có bác Dạ, theo, hỏi rồi. cho mẹ là người em đó không biết bây giờ là mang tên gì nữa không, mà có mang cái họ của ba là họ Tọa không, hay Dạ. là lúc đó mẹ coi như là có thể có chồng khác rồi cho e không, thì cái đó không biết được. Dạ, Đó bà chị thứ hai mới nói vậy. vậy rồi má sau có sinh được thêm mấy anh chị em sau nữa không? Mấy người em sau nữa không?
mẹ mẹ sau đây là về ở là vẫn đẹp theo thứ là coi như sinh được 6 người con nữa, Wow, 6 người con nữa. ở Nhiều với ha. ba là sinh được 6 người con nữa, là cũng hai tên hết á, Dạ. cũng là cái tên thường gọi hồi nhỏ. Cái Dạ. người mà kế tiếp đó, kế Dạ tiếp từ mẹ anh em thứ ơi, tư dạ là em xin lỗi, em xin lỗi, cái việc sau này không cần nữa, bởi vì em chỉ à cần, bởi vì là sau này nữa thì mẹ anh cũng không có biết được, và à em Nga của anh cũng không có biết được đâu, bởi vì khúc này khúc sau mà làm sao mà mẹ biết được. Rồi. Dạ vậy rồi bây giờ má sau còn khỏe không anh? Má sau thì mất luôn rồi, bị má sau cũng mất rồi, rồi ba cũng mất rồi. Vậy anh có đoán được là mẹ Phước là năm nay khoảng chừng bao nhiêu tuổi không? Bị coi như không có giấy khai sinh mà cũng không có hình báo, cho nên cũng không biết là mà là thiệt là mẹ là bao nhiêu tuổi, chứ ba là tuổi thìn. Nếu ba còn Ừ. sống thì năm nay là ba bao nhiêu tuổi? Ba tuổi thìn thì nếu ba còn sống năm nay là ba chín mười 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 mấy tuổi, Ồ, vậy chín đó mười hả? sáu Chín tuổi chín mấy tuổi, vậy mẹ mẹ anh cũng lớn rồi. Nếu mẹ anh có trẻ lắm thì cũng phải 75. Nếu là có trẻ lắm thì cũng như vậy, đoán đoán vậy đó. Ba chín cỡ mấy đó. lận Bị mà. bà chị là tuổi hợi, tuổi hợi tức thì năm nay là 64 65 gì đó, Dạ. bà 65. chị Ừ. có đó bà. 65 cho nó là mẹ sinh khoảng lúc 20 tuổi đi. Thì khoảng là mẹ năm nay 85 là phải rồi, khoảng đó. Rồi đó, bà chị là 65 rồi, chị lớn là coi Ồ. như tuổi hợi đó. Mẹ phải là 85 rồi, mẹ lớn tuổi rồi anh. Thì cái cơ hội kiếm mẹ thì nó cũng hơi mong manh. Nhưng mà có thể kiếm được chị Nga hoặc là gia đình bên ngoại. Bởi vì khi Góc mà ngoài đó. cập nhật thông tin lên thì có thể là chị Nga nghe được tin, hoặc là gia đình bên ngoại nghe cái tin này sẽ biết. Dạ. Ok anh, rồi em nắm được cái câu chuyện rồi, rồi có ai báo gì thì em sẽ cho gia đình mình hay nha. Thì bị lâu hồi kia có chưa hề có cuộc chia ly, là cũng tính vô thành phố để gặp đó, mà để mình nói cái thông tin đó thử coi như là đi tìm được không, nhưng là cũng Dạ không được, cũng rồi, không vô được, là bây giờ người ta kêu là chừng nào có người ta điện đó, rồi có dạ gì em gái là cũng không được, cũng như lâu nay là cũng nhờ Tuấn Vĩ, nhưng mà Tuấn Vĩ thì có nhiều lúc rồi nhắn, nhưng mà có lúc mình điện thì không được. dạ dạ rồi nay Là cái duyên nay em mới xử lý là tới. dạ dạ là anh bữa thông nay Tuấn Vĩ dạ cái điện hỏi giờ này điện được không thì mình có lúc nào không cầm máy hết dạ rồi anh thông cảm cho em nha, thấy cái hồ sơ của đấy. anh gửi lâu lắm rồi bây giờ em mới xử lý được, anh thông cảm ha. À, thì không Rồi. biết rồi, thành ra đó rồi em bận sao không biết, và điểm không có được, mà em Dạ mới kêu là dạ bây giờ chủ yếu là tìm góc ngoại với người em đó, hiện không biết bây giờ là ở bên ngoại là ở với cậu với gì gì, hay là mẹ hồi đó là cho e, dạ còn cái thông rồi tin thì ba kêu mẹ hồi đó là có chồng khác nữa rồi, dạ đó, có chồng khác ok anh, em rồi. ghi nhận trên cơ bản vậy thôi, rồi có ai báo gì em sẽ cho anh hay nha. Đó thì bây giờ anh thì nói chung cũng không có khấm khá gì lắm, nhưng mà cũng muốn tìm cho ra cái góc ngoại với người em, thì trên cái hậu tọa là anh cũng có nêu rồi, là anh sẽ hậu tọa là nếu e là cái này là tìm được, nhưng mà e là cho cái thông tin đó mà kia nọ, thì anh sẽ coi như đền ơn, nhưng mà hậu tọa là 10 triệu ý mà. Dạ, ok anh. Dạ Rồi có yeah. tin gì em sẽ báo cho anh hay nha. Chào anh ha. Rồi, giấy Rồi. anh chào. Dạ, bye bye anh.